Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Luân Colo. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cách cắt kiểu tóc undercut. Đây là kiểu tóc quốc dân, đã thể hiện rất lâu. Bạn này là thằng bạn mình, hai anh em chơi từ bé nên là mình đã hỏi bạn quay video để chia sẻ cho anh em. Bước 1 đầu tiên anh em cần là kẹp chia ngôi lên để phân biệt rõ ràng phần top trên và phần size dưới. Sau khi cắt phần size, mình sẽ tiếp tục cắt phần top sau nhé. Anh em có thể quan sát thấy là chiếc tóc bạn khách này mình khá là cứng, chiếc tóc bung. Và anh em để ý là có phần xoáy sau gáy dựng lên, mình tí nữa mình sẽ quyết định cắt mid fade thôi. Ở phần sau gáy mình sẽ đi khung thấp một chút. Sau đó anh em sẽ xác định phần khung muốn cắt nhé. Anh em được xác định cái phần khung mình muốn cắt để làm sao để tí nữa mình sẽ triển khai cái phần màu ấy mà mình đi sao cho hợp lý. Mình sẽ dùng cỡ 4,5mm để dọn khung. Cái bước dọn khung này mình thấy khá là hay. Khi mình dọn khung ấy, thì mình sẽ nhìn thấy được các khuyết điểm của form đầu, chỗ nào lồi, chỗ nào lõm, chỗ nào đẹp, chỗ nào xấu thì nó sẽ hiện lên ngay. Có thể tóc dày là anh em không nhìn thấy đâu, nhưng mà khi đã mình xả đi anh em để ý nhé, sẽ thấy những chỗ lồi, chỗ lõm. Đây, nhất là đoạn sau gáy này, ngay đoạn ót nó bị hõm vào luôn ấy. Nếu mà anh em chỗ đấy mà xử lý không tốt thì anh em cắt được hiệu ứng nhưng mà sẽ bị mất form. Có nghĩa là như nào? Khi mà anh em cắt hiệu ứng trắng mờ dần được ấy, thì anh em khi mà kê lược cái thành lược nó sẽ bị lõm theo form đầu. Và trông như vậy thì sẽ là không hay rồi. Thao tác tay anh em để ý nhá. Thao tác tay mình đi theo quỹ đạo hình chữ C. Gần tới phần đỉnh khung mình sẽ hơi bẻ tay ra một chút để cho lưỡi tông không ăn sâu vào phần sai nữa. Nếu mà lưỡi tông ăn vào phần sai thì sẽ bị mất cái form của tóc đi. Đây anh em nhìn thấy đoạn lồi lõm chưa? Đây là chỗ đoạn đen đen kìa. Đây là phần đầu bị lõm vào, nó bị méo. Đây những phần đen ở sau gáy đấy. Phần sau thì cái xoáy nó cao gần lên trên đỉnh nên là tóc đã xoáy rất là bung. Lên với cái form đầu này mình sẽ quyết định cắt gáy thấp thôi. Anh em mà cắt gáy cao lên ấy sẽ làm mất cái trọng lượng của cái sợi tóc đi. Có nghĩa là khi sợi tóc cắt ngắn ấy thì cái trọng lượng tóc nó sẽ giảm đi. Và như thế nó sẽ bung theo cái chiều mà hướng tóc mọc. Anh em hiểu không nhỉ? Anh em mới vào nghề thì sẽ có ít kinh nghiệm khi mà cắt những chiếc tóc như này. Không sao, không gì phải buồn cả. Nếu mà chẳng may mình cắt nó bị bung xù lên, thôi lần sau mình rút kinh nghiệm. Bước tiếp theo thì mình phải đóng lưỡi tông để mình đi khung rồi. Anh em chưa quen tay đi chậm thôi, đi từ từ, chắc chắn mà. Mình có cái mẹo hay để cho anh em đi khung làm sao nó cân nhé. Khi mà anh em đi khung từ phần mai đến phần gáy, anh em đi phần bên trái trước hay phần bên phải trước cũng được, anh em đến phần gáy thì mình dừng lại cho mình, xong lại quay sang bên kia, bên còn lại, xong mình sẽ cắt ngược lại. Đây anh em để ý mình nhé. Ok, đến phần gáy mình dừng lại. Mình sẽ quay sang phần mai. Mình sẽ kết nối từ mai ra gáy. Thì như vậy chắc chắn là mình sẽ không bị lệch nữa rồi. Cái đường khung của mình sẽ rất là cân hai bên. Ok, sau khi đi khung xong thì mình mở lưỡi. Mình đi lên khoảng 1,5cm nữa. Thao tác tay thì mình vẫn đi theo quỹ đạo chữ C nhé. Các bạn nhìn thấy cái tông của mình không? Nó lắc lư giống như con lật đật ấy. Thì như vậy mình sẽ không bị phạm vào nữa. Cái thao tác tay này anh em có thể luyện ở nhà được. Đây sau khi đi lên 1,5cm thì mình đóng một lửa lưỡi lại. Mình làm mờ luôn cái đoạn ngấn vừa rồi.
trong video nó khá là dài, đoạn nào không cần thiết thì mình sẽ tua nhanh cho anh em đỡ mất thời gian. Sau khi đóng và mở lưỡi, xóa ngấn hết cái mảng màu vừa rồi thì mình dùng tông chống viền, mình đi lại sạch luôn. Đến cái bước này anh em nào thích trắng lên một chút nữa nhé, tạo hướng rõ nét hơn thì anh em có thể là dùng tông cạo khô, đi lại phần chân cho nó sáng và trắng hơn thì nhìn hiệu ứng nó sẽ rõ nét hơn. Sau đấy thì anh em tiếp tục thôi, dùng cứ 30mm như mọi khi. Cứ 3mm mình sẽ mở lưỡi ra, đi lên khoảng 2,5cm. Thao tác thì vẫn như vậy, đi theo quỹ đạo hình chữ C. Anh em nhớ nhé, mọi thao tác khi mình cắt thì mình luôn phải bẻ cái lưỡi tông ra ngoài, chứ đừng cắm nó vào. Lần này thì mình sẽ đi hết một lượt, có thể là mình đi hết một lượt cái cứ 3mm này. Xong mình đó mình quay lại, mình đi cỡ 0,5. Xong quay đó mình thì dùng cỡ 30mm đóng lưỡi để xóa cái cỡ 0,5 đấy cũng được. Còn như hôm nay mình sẽ cắt là mình sẽ đi luôn cỡ 3mm đi lên 2,5cm. Và sau đó mình kết hợp đóng lưỡi luôn, đóng lưỡi luôn của cái cỡ 3mm đấy. Mình đi lại khoảng 1cm đến 1,5cm để làm mờ luôn cái khoảng mảng màu của cỡ 3mm để lại. Anh em có thể thấy đấy, cái đầu cắt ra trông lồi lõm không? Thường thường là những cái đầu như này thì chắc là ít anh em mà để làm video lắm. Tại vì cái đầu đâu được đẹp đâu, làm video đâu lên đâu được nét. Nhưng mà hôm nay mình vẫn quyết định làm. Làm vì sao? Để chia sẻ cho anh em những cái kiểu đầu mà nó khoai, để anh em có thêm kinh nghiệm. Chứ còn những cái đầu dễ cắt thì ai cắt cũng đẹp được. Những cái đầu dễ cắt mà chất tóc đẹp thì cắt nó dễ đẹp lắm. Thợ không cần nhiều kinh nghiệm cắt vẫn đẹp được. Đây, sau khi dùng cỡ 3mm mình sẽ dùng cỡ 1,5 ly, mình xóa cái ngấn của cái cỡ 3 ly để lại. Thao tác thì vẫn như vậy. Anh em đi lên đoạn này khoảng 0,5cm thôi nhé, để xóa mờ cái ngấn đi thôi. Anh em đi cao lên quá lại quá cái của 3 ly đóng lưỡi thì nó sẽ thành một cái mảng màu nữa đấy, nên anh em đi trong giới hạn cái khoảng 3 ly đóng lưỡi thôi nhé. Anh em đi bằng cái cạnh tông, nhặt sạn bằng cái cạnh tông thôi, chứ mình đừng lên dùng cả cái bàn tông. Tại vì dùng cái bàn tông ấy, mình không kiểm soát được cái màu. Mà cái đoạn này rất là quan trọng. Như cái những mảng màu trên ấy, anh em đi thoải mái tay được. Nhưng cái đoạn này nó cần độ chính xác rất là cao, tại vì nó giao điểm giữa cái một cái mảng màu trắng và cái mảng màu tối. Nên anh em chỉ cần đi quá một chút thôi là nhìn trông sẽ rất là lộ ra cái mảng màu mình vừa tạo ra. Anh em cứ đi từ từ chắc chắn thôi. Ngày trước mình cắt một cái đầu có khi cả tiếng đồng hồ, xong cắt dần mình cắt quen hơn, xong là thành 40 phút, xong dần dần nhanh hơn thì 30 phút, xong 20 phút. Giờ có những cái đầu mình cắt có thể 10 phút đã xong rồi, những cái đầu mà dễ cắt 10 phút mình cắt xong rồi, những cái đầu khoai khoai hơn thì 15-20 phút, tỉ mỉ cẩn thận với khách hàng. Rồi sau đó mình sẽ dùng lược, anh em để kỹ thao tác lược của mình này. Mình kê, mình bắt cắt kết nối giữa cái mảng màu mà mình đi
đi bằng cữ và cái phần tốp trên đỉnh chưa cắt. Anh em đi đứng cái lược lên. Khuôn mặt của bạn này khá là dài nên mình sẽ không bo tròn vào quá nhé. Anh em kết hợp giữa đi lược dọc và lược ngang. Lược dọc thì sẽ tạo ra một đường cắt thẳng theo phương thẳng đứng, thì nó sẽ giúp kiểm soát được cái thành của mình tốt hơn. Còn lược ngang thì bắt tóc từ dưới lên trên, thì là cái những sợi tóc nó sẽ dễ suôn và lược hơn. Anh em chưa quen thì cứ lên đi lược lược dọc. Còn quen rồi thì mình kê cả dọc, cả ngang, cả chéo, làm sao cho nó hợp lý. Anh em kê từ từ, chậm mà chắc thôi. Ở nhà mình có thể luyện cái tay cầm lược sao cho chắc chắn, làm sao để nó không run, không xê dịch nhiều. Thì mới đầu làm thì chả ai làm tốt được cả, chỉ có rèn luyện thôi thì mình mới nhận được những cái kết quả tốt được. Đây, cái đoạn đưa tông này mình phải nhìn từ trên xuống dưới. Như mình xây một cái nhà ấy, mình muốn nhìn cái tường nó có thẳng hay không thì mình ngắm từ trên xuống dưới. Xong đó mình dùng cái tông gạt bớt cái phần góc nhọn đi để cắt những cái sợi tóc lè xè ra. Thời gian học nghề là mình thấy vất vả nhất là những tháng đầu tiên, và phải nói là năm đầu ấy. Tay nghề chưa có, đi xin việc thì khó, lương thì thấp, không ai thuê. Cắt xong cái đầu hỏng ra chán để muốn ăn cơm. Đây, các bạn học tóc nam thì nó dễ hơn. Ngày trước mình học cả nam cả nữ, đến bây giờ vẫn thế, mình làm cả nam cả nữ. Nhưng kênh này mình chia sẻ với tóc nam thôi. Cắt một cái đầu nam nó không ưng ý, hoặc là nó chẳng may nó không vừa lòng khách ấy, thì chắc là mất nó ăn một hai bữa cơm. Chứ làm những cái đầu nữ mà chẳng may nó cháy, chẳng may nhuộm nó hỏng, xong nó xù, chán thực sự các bạn, lúc đấy nghĩ chỉ muốn bỏ nghề thôi. Sau khi chịu áp lực dần thì nó cũng quen, giờ thì trai rồi, giờ khách nói gì thì cũng kệ. Khách nói thì mình rút kinh nghiệm thôi chứ mình không bỏ ngoài tai. Nhưng mà mình cũng quen dần với áp lực đấy rồi, nên mọi thứ cảm thấy nó dễ thở hơn. Nó không còn áp lực như những ngày đầu nữa. Cũng chả khác gì ngày đầu các bạn yêu cô bé nào đấy, xong là cầm tay thì run, mồ hôi tay đầm đìa ra. Xong dần dần thì cũng quen thôi, cầm cái tay lại muốn day ở chỗ khác. Đây, các bạn nhìn để ý nhá, tập trung vào nhá. Ok, mình sẽ bắt từ mai. Mình cắt một điểm chuẩn ở mai, mình sẽ kết nối ra sau. Cắt liên kết giữa phần dùng cữ. Đây, cái phần dùng cữ các bạn thấy cái chân không? Cái đoạn đầu mũi lược không? Mình bắt liên kết với trên lên. Sau đấy mình sẽ kê lược ngang lại để mình test lại. Các bạn phải hiểu là khi mình kê lược dọc ấy, mình cắt ấy, thì có thể nó sẽ hơi bị gồ ghề một chút đấy. Đấy, bắt lược dọc mà nó sẽ bị xô cái tóc, bạn cứ để cái góc cái cán lược này, có thể nó sẽ bị xô cái tóc đi một chút. Sau đó mình sẽ bắt lược ngang lại để mình test lại, check lại xem đoạn nào thừa không mình cắt đi. Các bạn để ý cái gáy của mình không? Đây, những sợi tóc ở trên mình không cắt bớt đi quá nhiều, không tỉa thưa luôn nhé, và không cắt ngắn đi nhiều nữa. Thì các bạn nhìn cái xoáy bình thường các bạn cắt ngắn đi chắc chắn là sẽ dựng xù lên luôn. Mình cam kết các bạn luôn với cái xoáy như này. Nên là cái xoáy này mình cố tình cắt thấp, không cắt quá cao lên. Đây, nó vẫn giữ lại được trọng lượng tóc này, nó sẽ rơi xuống, nó sẽ không bị bông nữa. Cũng giống như bây giờ mà bạn cắt cái tóc cua ấy, cái tóc cua mà những chiếc tóc cứng như này, thì nó sẽ dựng lên như một con nhím. Nhưng mà khi mà nuôi dài tầm khoảng 5 phân, 7 phân, 10 phân gì đấy, thì cái độ nặng của cái ngọn tóc nó sẽ kéo xuống, kéo chân xuống, và cái mái tóc nó sẽ không bị xù nữa. Đây, mình ngắm nghía lại, mình chuốt lại phần thành.
chỗ nào chưa ưng ý mình có thể chỉnh lại. Những cái chỗ lồi lõm đây mình sẽ dùng kéo tỉa mình nhặt nhạnh để cho nó bớt, nó dày đi. Những chỗ lõm thì chắc chắn là sợi tóc sẽ dài, trông nó sẽ dày rồi, mình nhặt nhạnh bớt đi một chút. Những cái form đầu như này thì mình cắt chỉ được tương đối thôi, khoảng 80-90% thôi, chứ không thể nào được 100% được cả. Như thế là đã quá thành công rồi. Còn các bạn mà cắt 100%, mình đảm bảo với các bạn luôn là khi mà nhìn ngang nhìn dọc nó sẽ lõm vào theo form đầu. Nếu mà các bạn thích cắt như vậy cũng được, không sao cả, được cái nọ thì mất cái kia thôi. Cái form đầu còn hoàn hảo thì chắc chắn là tác phẩm ra mình cũng sẽ không được hoàn hảo rồi. Nhưng mà với khách góc nhìn tương khách quan ấy thì mình trông làm sao nó phải tương đối nhé. Đây mình dùng lại tông bấm viền, mình đi sạch sẽ lại. Những chỗ nào mình nhìn bằng mắt mà chưa ổn lắm thì mình chỉnh lại một chút. Cái nhà mình hiện tại cái trong góc đấy quay ngược ra ngoài sáng thì nó hơi tối, mấy nữa mình sẽ thiết kế lại làm sao cho nó dễ nhìn một chút. Đây tiện phần kẹp lên thì mình úp ngược tông xuống, mình kẻ chỉ luôn. Anh em xem video thì có góp ý gì thì cứ để lại dưới phần comment. Nếu mà yêu thích mình thì cho mình xin một đăng ký và một like để mình có động lực làm video. Anh em cắt một cái đầu anh em càng tỉ mỉ thì tác phẩm sẽ càng đẹp. Cắt một cái tóc thì mình như một người nghệ sĩ ấy. Một cái tóc mình cắt đẹp thì nó tác phẩm của mình. Và các bạn cắt cẩn thận thì lần sau khách sẽ quay lại và giới thiệu cho bạn những người khách mới. Ok, sau khi cắt nó xong phần size rồi, mình bắt tốp lên cắt thôi. Cái độ dài phần trên bạn đi vuốt, bạn không thích để quá dài, mình sẽ cắt đi khoảng 1 phân. Kẹp mái thì anh em kéo về góc dưới 45 độ nhé, để cắt nhé. Thì sẽ xác định được phần mái chuẩn hơn. Sau khi cắt được phần mái rồi thì mình bắt dọc ra sau. Cắt tịnh tiến dần ra sau. Mình sẽ cắt hết một đường xuyên đỉnh. Mình sau khi mình cắt một đường xuyên đỉnh rồi mình sẽ bắt ngang. Cắt kết nối sang. Cái mái của bạn ấy hất từ trái sang phải, mình sẽ cắt bên phải dài hơn bên trái để tạo cái phần form tóc nó đuổi sang trái một xíu. Mình bắt lần lượt thôi, mình nhìn điểm chuẩn mình cắt. Mình gạt cái lược đi, lấy cái kéo gạt cái tóc đi. Bắt và cắt. Các bạn để ý cái tay bắt tóc của mình nhé, cái tay bắt tóc, cái lược của mình nhé. Hai là bạn chơi từ bé nhau nên gặp nhau lần nào cũng tươi. Sau đấy mình sẽ sang bên phần bên kia. Mình kẹp tóc, mình cắt bớt đi góc bên này. Anh em kẹp sang thì cắt ra thì chừa khoảng ra 1 phân nhé. 1 phân so với phần size mình dưới mình cắt nhé. Vì sao phải cắt như vậy? Vì anh em nếu mà kẹp ra mà anh em cắt bằng ấy, thì cái sợi tóc khi mà nó hồi lại về vị trí của nó ấy, thì nó chắc chắn là sẽ hụt. Mà hụt thì lúc vuốt nó sẽ không đẹp được rồi. Đây mình sẽ bẻ hơi ngược cái mái ra đằng sau một chút. Mình cắt bớt đi góc nhọn mái khi vuốt sẽ độ đuổi hơn. Chiều nay thì quán mình thì khá là đông khách, vừa nãy vắng vắng thì mình mới có thời gian quay. Khá đông khách thì mình hơi sốt ruột một chút, có thể là tác phẩm nó sẽ có những cái lỗi nhỏ một xíu nhé.
Anh em có thấy cái lỗi nhỏ nào thì có thể chỉ cho mình biết nhé. Sau khi cắt xong rồi mình dùng kéo tỉa, mình tỉa lại tóc một chút, tỉa lại bớt cái ngọn đi. Chứ cái tóc mà bông xù thì anh em không nên tỉa sâu, tỉa sâu nó sẽ xù đỡ xù đơ lên. Cái bản chất của việc tỉa tóc này chỉ để làm cho cái sợi tóc nó chuyển động, nhìn cho sợi tóc nó có sự bay bổng thôi, chứ tỉa tóc này nó không giúp làm thưa tóc được đâu. Anh em cắt thì chỉ cắt đi phần trên ngọn thôi, làm sao nó thưa được. Chứ anh em nếu anh em tỉa sâu sát dưới chân thì nó, cái chân tóc nó vẫn còn lại thôi, tóc nó vẫn dày mà cái ngọn nó lưa thưa lên, thành ra là cái chân sẽ xù lên mà cái ngọn thì không vào lết được. Và anh em tiện dùng kéo tỉa xem nào chưa nghĩ thì sạn lại một xíu. Ok, đây là mình cắt xong rồi. Bây giờ mình sẽ sấy phủi sạch đi. Những cái bước phủi tóc này anh em cũng phải để ý này. Anh em phủi tóc đầu tiên anh em phải phủi xuôi hết tóc cho tóc sạch đi, chứ anh em mà cứ sấy tung tóe lên là tóc nó bay mặt khách hàng rất khó chịu. Cái nghề của mình là nghề dịch vụ mà, mình luôn muốn đem lại những cái dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Đây anh em tách từng lớp ra, từng dùng máy sấy ép phần sai xuống, xem chỗ nào thì thừa thì mình cắt bớt đi. Còn trên thì mình muốn tạo độ phồng ấy, trên muốn tạo độ phồng mình chia từng lớp ra, dùng viễn lược mình thổi gió theo chiều ngược lại. Thì cái tóc khi mà đi theo chiều gió thì như vậy nó sẽ có tạo độ phồng và độ cong cho ngọn tóc. Hôm nay mình quay video cho anh em xem thì hôm nay mình cắt xem nào, 25 phút. Chứ bình thường những mái tóc này mà mình cắt nhanh thì rơi khoảng 15 đến 20 phút kể cả cạo thôi. Hôm nay mình cắt chậm rãi tỉ mỉ cho anh em xem. Và mong anh em đừng tiếc gì cho mình một đăng ký kênh nhé, để mình có tạo có động lực để làm ra những video mới. Mùa này ở quê thì khách nữ hơi vắng nên mình có thời gian rảnh làm video thì tóc nam cho anh em xem. Còn anh em nào muốn học nghề tóc nữ thì để lại comment ở dưới, có thể là mình sẽ ra những video chỉ về tóc nữ, chỉ về uốn nhuộm mềm hóa. Anh em cứ học cắt đi, mấy hôm nữa mình có thời gian mình sẽ ra mấy video về uốn tóc này, tạo kiểu này, chỉ cần anh em muốn thôi. Đây mình cắt những phần sai thừa đi. Anh em thấy cái phần góc xoáy ở bên tay phải không? Nó hơi bông một chút nhưng mình cũng không cắt đi đâu. Đấy mình sẽ ép xuống thôi. Chứ bình thường bạn ấy ở nhà bạn ấy không sấy, bạn ít vuốt mà, thì cái chỗ đấy nó sẽ dài và trông nó sẽ tròn thâm đầu. Chứ bạn ấy không thích là cắt nó tròn vào quá, ôm tròn vào quá. Tại vì cái form đầu bạn đấy nó đã dài rồi mà mình cắt cái bo tròn mà thì trông nó sẽ rất là nhọn. Ok, đây kiểu tóc mình đã thực hiện xong. Mình sẽ để kiểu tóc hoàn thiện và mình post sáp ở cuối video nhé, anh em có thể xem. Và đây là kiểu tóc khi mình hoàn thiện xong. Anh em trông được không nhỉ? Anh em có ý kiến gì hoặc là muốn làm về kiểu tóc gì thì để lại phần comment nhé. Hiện tại giờ là 3-4 giờ chiều, mình cũng bắt đầu là khá là bận khách rồi. Tác phẩm mình có thể chưa trao chuốt được lắm. Anh em có góp ý gì thì cứ bảo cho mình biết. Cảm ơn anh em đã xem hết video này nhá. Nếu thấy hay cho mình một like, một subscribe. Và có ý kiến góp ý gì thì đừng ngại ngần, hãy để lại một comment. Ok.